câu chuyện đấy không có gì hài đúng không? Không có gì buồn cười và tôi cũng cảm như thế. Anh của tôi ăn bánh xèo. Ui, rồi cả một cái luôn à? Cho thêm nhiều loại rau vào cho người ấy, cuốn lại. Ô, đây là rau gì? Rau này lạ nhá. Rau này không biết. Anh ăn thử đi. Ê, nhưng rồi. Mà không ăn được diếp cá đâu. Anh thì bỏ ăn ra. Diếp cá là anh nôn à? Thì anh bỏ ra thôi. Cứ thử đi anh. Không, anh sợ diếp cá lắm mà. Rồi, những lá còn lại chắc ăn được. Thử đi, thử đi. Quấn đúng không? Quấn vào. Ôi giời, chua mà. Sao nó cứng ấy? Lá như kiểu lá xấu ấy. Rồi. Hiện tại thì bọn mình đang ngồi ở một quán nước ven đường. Và ở đây có một cái rất hay. Cái quán này chính là chỗ mà 2 năm trước đây mình đã vào Sài Gòn và mình đã ngồi tại đây luôn. Thật là có duyên. Một số loại đồ uống không tí nữa mình sẽ gọi. Đo chưa vào rằng. Cho cháu cái nào nhiều màu nhất đi, cho cháu cái này đi. Quá. Ngon, chả biết tên là quả gì. Quay. Bởi kia bao tiền cô? Quả xanh này. 30. 30 một kia. Anh ăn không tí đấy. Bơ đây. Chờ ăn xong rồi xem mà còn no. Bơ. Trái xanh này bơ. Ở đây có giải cứu thanh long không? Không. Giải cứu thanh long nó từ cái khi nào? Cô huyện nào? Hải Dương. Hải Dương. À, Chi Linh. Chi Linh sao đỏ? Ừ. Còn gì nữa ta? Thế
Thanh Long. Quay chị ơi. Quay. Em muốn mua bánh tráng ạ. Đúng rồi, bánh tráng này em phải. Dạ. Bánh này em có chụp em gửi qua cho bạn em này. Bánh này rất là. Dạ. Nó có mấy vị à? Mấy loại à? Bốn loại em. Bánh mì. Bánh mì đấy ngon lắm em. Dạ. Bò viên. Con vào có thể ăn bò kho. Ngày mai con có thể đi ăn thêm một lần nữa. Con có còn một ngày đêm. Xin mời các bạn ăn hủ tiếu bò viên. Ui, ui, có trà đá không? Đó là con, đó là bịt trà đá này. Dạ, con có tự lấy không? Con á, sợi hủ tiếu lại ăn hay hay ha, khỏi tốn tiền. Còn kêu trà đá thì tốn tiền. Cái trà đá không? Trà đá không? Có cái ca đỏ không? Đấy đó, nè cái ca màu đỏ ra mà kìa. Sự tôn trọng dành cho cái hương vị tuyệt vời ở đây. Sạch bách. Và vlog như ai. Thật sự to thế. Thank you.
Hold the lock, the hard to bend.